Thằng khốn nạn nó xức cái máy này ngu như con bò. Chặt cái máy này về nó thấy nó khốn nạn. Nó làm gì ai lưu lên được, em leo lên coi. Tại vì cái sự đầu bò của nó đó mà anh sẽ không bao giờ hợp tác nữa. Tiêu chuẩn của BBT THL là máy phải xịn. Hồi kỳ anh nhập cái máy này vô quận 12 nè. Lúc đó anh bận quá, không có kỹ. Cái này á là như người ta là phải có các nấc để mình điều chỉnh. Đúng rồi, nên cái máy này thì sẽ được đổi bằng máy khác. Theo lớp thực hành, thiết thực, cụ thể, trực tuyến, hài hước, phương pháp tập gym đúng chuẩn. Tứ trụ Sài Gòn, gym triệu đô, đẳng cấp 5 sao, gym chúa Duy Nguyễn, THOL. Này khởi động thôi. Giảm động nặng lắm. Nói chung mà khi mà chúng ta chơi tạ đó thì chúng ta chơi ít thôi. Quên nó có BT mà. Quên. Cả quên. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Căng cơ bụng, chung cơ mắt, ngủ. Ghê không? Ghê không? Ghê 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 ghê. Nó phong con bự mà kéo nó xuống nổi rồi hả? Cái đu 5 10 6 7 8 19 20 1. Mấy đứa lụm lên cái đu xà lắm em. 3 4 5 6 7 8. Biết nhà này không? Biết nhà này không? Con nhỏ này nổi tiếng là nó sòi nè. Lồn nha. Đó đó, it's her. Nhìn gym á, thì em nhìn thấy mấy anh chàng mà thấp lồn á. Tướng đã lồn nè, tướng đã lồn rồi. Tại còn mà không kiếm được tiền hay là không có tài năng kiếm được, sau này ai lấy? Tại vì tôi không thích những người lồn. Đó, xong rồi cái tụi nó lên, tụi nó cắt clip á, cái tụi nó ép ra cái âm thanh cái video này cho cái tiếng nó ra giống mình lồn rồi. Đó, xong rồi nó đi nó khè. Mấy thằng trai lùn vô cắn gì gì luôn. Cái đó là cái quan điểm người ta ông ơi. Lồn. Ngày đó và bây giờ. Before and after. Ghét. Đó. 30 lần hả? 30 nha. Không ăn. Chị mấy đứa này nó ở đây hết mà. Còn có đông người vậy rồi giờ sao ta? Ráng lên, cố lên em 30 mà. Chắc là kèo khó. Có 30 thiệt không? Thiệt. Có 30 thiệt luôn hả? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 cố 14 15 cố lên 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 cố lên đây 26 27 28 29 30 cố lên 31 cho 20 cái nữa bỏ lão 6. Còn anh láo gì giùm chúa hả cưng? 8, ừ đã ghê ta. Đôi tay riêng đâu chỉ để làm thơ lại. Mà uy lực tinh tình cung cảm xúc. 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Tại vì sao? Tại vì chúng ta có dây tay thắt con là không sợ bị té. Vẫn kéo dây thôi, vẫn kéo dây thôi. Đó, thấy không? Model này nhất trái đất luôn. Tưởng là ông chơi không nổi 30, hóa ra ông còn chơi đến cả 50 nữa. Thôi lần sau không thách nữa. Thách chỉ có thiệt. Bởi vậy á, cái cảm giác á, đi tập gym mà uống amino xịn á, ướp lạnh á mấy em,
nó khác hoàn toàn với những thằng nhìn người ta. Em làm cho anh lên đi. Hả? Em làm cho anh lên đi. Dạ mẹ, kêu tạ lên đi má. Thôi cái tay treo đây rồi làm anh gì nữa. Làm hết rồi. Không cái gì. Còn cái gì đi. Cầm bông đi. Rồi bông. Bông 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 đi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tao bộ hủng. Cái mẹ tập tướng quá vậy. Nè uống đi anh, uống là hết đau. Đau bụng thì bo bụng. Hiệu quả tuyệt vời, tinh thần kế tập. Tiếp em vô. Đó. Cái đó là cách mà chúng ta kích thích cơ toàn diện. Một trong những tuyệt kỹ cao nhất của thần là trung tâm gym hoành tráng triệu đô, máy tập Mỹ 150 triệu, máy leverage đa dạng chất lượng cao, tạ PU cao cấp 100.000 trên ký, máy tập Selectorize 80 triệu. Rực sáng một phương trời về đêm. Trang phục tập luyện cao cấp. Zumba, yoga, belly dance. Nội thất vệ sinh xịn sò. Thiết bị cardio siêu hiện đại. Phi thực phẩm bổ sung, không gian sang trọng. Giá chỉ từ 400.000 một tháng. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.